Biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng ngập nặng hư hỏng đạo cụ cho live show. Cơn mưa lớn trên diện rộng tại Sài Gòn vào chiều nay ngày 26 tây tháng 9 đã khiến căn biệt thự triệu đô nhà Đàm Vĩnh Hưng chìm trong biển nước. Chiều nay ngày 29 tây tháng 6, cơn mưa lớn trên diện rộng bất ngờ đổ xuống trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Cơn mưa lớn không chỉ khiến giao thông ùn tắc mà nhiều gia đình cũng bị hư hỏng tài sản vì ngập nước. Trong số đó có căn biệt thự triệu đô của Đàm Vĩnh Hưng, vì nước tràn vào nhà quá nhiều nên một số đạo cụ chuẩn bị cho live show Diamond Show sắp tới đều bị ngập nước. Tuy nhiên, theo chia sẻ về phía Đàm Vĩnh Hưng thì đạo cụ đã được kịp thời di chuyển qua nơi khô ráo nên không bị hư hỏng gì nhiều, cũng như không thiệt hại quá nặng về vật chất. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!